Kính chào toàn thể của anh chị đã trở lại với em Trường Ben Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Với địa chỉ kinh doanh hiện tại bên em là 17 Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình bên trong Nhất Huy Auto anh chị nhá. Hôm nay em Trường sẽ lên sóng một chiếc xe vừa về tới cửa hàng, một chiếc xe mệnh danh là trong một trong những bầu trời công nghệ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe, để gửi tới anh chị tham khảo. Với mẫu xe này của em là một chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2021, bản Signature phun dầu 7 ghế anh chị nhá. Có ngoại thất là màu xanh đen hay còn gọi là màu xanh camansai anh chị nhá. Và nội thất là màu kem, một chiếc xe rất là mới với bản Signature, là một trong những cái bản cao cấp nhất của Kia Sorento máy dầu rồi anh chị nhá. Mấy chị của em Trường kiểm chứng chiếc xe với sơn zin còn đến 90% và km đã chạy là 5.500.000 km, nguyên lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất anh chị nhá. Đó, anh chị hãy quan sát để trải nghiệm về cái độ giữ gìn của chiếc xe từ ngoại thất cho đến nội thất. Ngoại thất thì sơn zin còn đến 90% mà lốp theo xe thì hơn 5 vạn thì cũng hơi mòn một chút rồi anh chị nha. Anh chị về cũng chỉ chạy thêm được khoảng 2-3 vạn nữa là anh chị phải vào mấy quả lốp rồi anh chị nha. Đó, ngoại thất thì sơn zin 90%, vì vậy rất là đều mà rất là mới. Với nội thất thì còn siêu siêu mới, 5.500.000 km, nhưng chiếc xe đi chủ xe đi quá là giữ xe luôn anh chị nha. Như bộ ghế da hay màn hình đấm số số xoay rồi anh chị nha, hay là những phím điều khiển, mọi cái trên xe là còn rất rất là mới. Với một dàn loa Bose, ghế thì được hai vị trí nhớ ghế rất là tiện lợi cho quý anh chị sử dụng thường xuyên. Đó, cho đến từ cánh cửa thứ hai, hay là những chi tiết của chiếc xe đây, cực kỳ mới luôn anh chị nhà. Xe chưa dọn dẹp gì mà xe còn mới như thế này thì anh chị sẽ biết được là cái xe nó mới đến mức độ như nào anh chị nha. Với chiếc này là có cửa gió điều hòa sâu rồi, có cổng sạc USB, có chỉnh ghế bên phụ lên xuống mạn sườn rồi anh chị nha. Đó, cửa sổ chơi toàn cảnh, Signature phun dầu bản cao cấp nhất, hai cầu. Đó, Kia Sorento. Với xe này thì được chủ cũ là vạo, đã độ lên một logo mới rồi anh chị nhá. Logo mới rồi. Còn đúng ra là xe 21 thì nó chưa có logo mới, nhưng chủ xe đã độ lên logo mới rồi anh chị nhá. Và đây là khoang cốp sâu của chiếc xe đây. Trang bị là cốp điện rồi anh chị nhá. Hàng ghế thứ ba rất là mới, gần như là cũng chưa có người ngồi anh chị nhá. Nó rất là tuyệt vời, với đầy đủ phụ kiện theo xe vẫn còn là nguyên. Lốp sơ cua thì đã hạ rồi, một chạy một hai lần rồi anh chị nhé. Gầm xe thì rất là mới. Đó, ngoại thất thì sơn zin 90%, nội thất thì vô cùng là giữ xe. Vì vậy chiếc xe rất là mới luôn anh chị nha. Đó, anh chị hãy quan sát thật kỹ để có thể trải nghiệm đánh giá về chiếc xe này. Với giá thành của chiếc xe thì em Trường đang bán với mức giá rất là yêu thương anh chị nha, cũng chỉ 948 triệu anh chị đã có thể sở hữu chiếc xe này thôi. Và giá thì vẫn có thể linh động bớt giá và hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Và bên em Trường thì có một văn bản có giá trị pháp lý là sẽ cam kết về chất lượng xe cho quý anh chị, là xe không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản, gầm bệ mọi cái là nguyên bản, không trung tu, không đại tu anh chị nhá. Và quý anh chị có thể mang đi check test bất cứ nơi đâu mà anh chị cần kiểm tra, em Trường sẽ hỗ trợ anh chị nhá. Anh chị quan tâm hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình để em hướng dẫn và hỗ trợ anh chị nhá.